Vòng 32 vừa rồi chứng kiến Strasbourg và Lyon thu về kết quả khác nhau. Strasbourg có được niềm vui trọn vẹn còn Lyon thất bại. Strasbourg tạo ra bất ngờ khi đánh bại Reims với cách biệt hai bàn không gỡ ngay trên sân khách. Lyon thua Marseille với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà. Chiến thắng Reims đánh dấu lần giành 3 điểm thứ hai liên tiếp của Strasbourg tại Ligue 1. Trước khi đánh bại Reims, Strasbourg thắng Ajaccio với tỷ số 3-1. Nhờ giành 6 điểm tối đa, Strasbourg vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Tuy Strasbourg vươn lên vị trí thứ 15 nhưng đây chưa phải vị trí an toàn. Lý do, Strasbourg chỉ bằng điểm với đội xếp thứ 17 là Brest. Với Lyon, thất bại trước Marseille khiến chuỗi toàn thắng của câu lạc bộ này tại giải vô địch quốc gia Pháp dừng lại ở con số 3. Lyon chưa thể áp sát nhóm 5 đội có thành tích tốt nhất và vẫn kém 6 điểm so với đội xếp thứ 5 là Lille. Trận lượt đi giữa Strasbourg và Lyon diễn ra hồi tháng 1 năm 2023. Kết quả, Strasbourg gây bất ngờ khi đánh bại Lyon với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Đây mới là chiến thắng đầu tiên tại Ligue 1 của Strasbourg trước Lyon trong thế kỷ 21. Soi tỷ lệ kèo châu Á 1/40, 1/40 là tỷ lệ chấp thấp nhất của Lyon khi làm khách trước Strasbourg trong thế kỷ 20. 7 lần làm khách gần nhất trước Strasbourg, Lyon đều chấp đối thủ này từ nửa trái trở lên. Strasbourg kể từ khi Ligue 1 mùa 2022 đến 2023 khởi tranh có 3 lần được đội khách chấp theo tỷ lệ 1/40. Kết quả, Strasbourg chỉ một lần thắng kèo và thua 2 trận còn lại. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu 2/1/2, 5 trên 6 trận sân khách gần đây thuộc khuôn khổ Ligue 1 của Lyon chứng kiến không dưới 3 bàn thắng. Kịch bản tương tự nhiều khả năng tái diễn ở trận đấu sớm nhất vòng 33 Ligue 1 mùa 2022 đến 2023 giữa Strasbourg với Lyon. Dự đoán tỷ số Strasbourg 1-3 Lyon.